tặng cho những người đàn ông, những thanh niên đang có mặt ở đây. Hôm nay Ngân Tuấn thấy ai cũng đẹp trai hết. Đẹp trai ngang nhau. Đẹp trai, đẹp trai. Phụ nữ cẩn thận cụ lừa. Gửi đến bài tân cổ gì nữa anh tên? Hào Hoa mà Trung Thủy. À, cảm ơn gái. Trời anh ấy mộ em lắm á nha. Em cũng mê anh lắm. Mê hả? Cảm ơn em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhảy mà quên cầm mít luôn ơi. Được không? Nữa đi anh ơi. Bà con ơi, nữa không bà con? Trời ơi, hát gì mà hay quá vậy? Bà con ơi, nữa không ạ? Nữa. Còn nghiệp em quay rồi. Chia sẻ bà con quán luôn. Nó nói lại. Là tại vì sân khấu Ngôi Sao Biệt Vườn nó khác với lại sân khấu của nhiều sân khấu khác lắm. Là bọn mắt tới đây thường thường rất là thương Khương Dừa, thương ekip và thương anh chị em nghệ sĩ lắm. Cho nên Khương Dừa dặn anh Ngân Tuấn á là bây giờ chương trình 7 giờ bắt đầu, anh có thể lên 6 giờ thôi để giao lưu với bọn bác. Thì hồi nãy Khương Dừa chương trình vừa chưa diễn ra là anh đã tới rồi đó. Khương Dừa có giới thiệu bọn bác để tới để giao lưu đó. Cho nên anh ngồi bây giờ tới gần 10 giờ rồi. Thường thường nghệ sĩ người ta tới người ta biểu diễn là 8 giờ biểu diễn là tôi có mặt trước 15 phút để nghỉ ngơi xíu, là 8 giờ biểu diễn xong là 15 phút sẽ chia tay bọn bác. Đó, bạn Tuấn là nãy giờ ngồi đợi rất là lâu, biết là cũng hơi mệt nhưng mà không phải mệt mà nguội trong đó thôi. Từ từ lại hát cả nửa tiếng thôi, cái mình lên hát liền thì nó rất là nóng. Dạ. Ngồi gần tiếng một cái bị nguội. Thì em sẽ rút kinh nghiệm, nhưng mà tại vì em cũng mong muốn là anh chị em nghệ sĩ cũng bà con bác đây nhiều khi xem anh hoài nhưng mà đâu có khi phải gặp anh Tuấn hoài đâu. Rất là cảm ơn, dạ. rất là rất là hạnh phúc luôn á. Dạ, cho nên thấy là không khí đi rất là thích, anh Tuấn rất là thích. Dạ. Mong rằng sẽ dạ tái diễn một hai lần nữa. Dạ, chắc giao gì một hai lần vậy. Thôi tôi diễn hoài cho nên anh thấy sắp một tháng anh phải xây dựng, anh phải đi ngang, anh đi Long An, anh đi Tiền Giang, nhưng anh thấy quay lại Bình Chánh anh diễn để không đi gần nhà anh mà đi gần nhà anh ở Bình Tân á. Dạ rồi bây giờ chắc một bài nữa chứ mới về chứ giờ đang đúng rồi. Bà con cô bác có muốn nghe Ngân Tuấn ca bài nữa không ạ? Dạ bà con mình vỗ tay to hơn được không ạ? Dạ cảm ơn rất nhiều. Dạ, cần gân được gân luôn rồi. Cảm ơn. Bây giờ anh hát đi, em nhảy hết mình với anh luôn. Rồi thôi cái này nhảy được em. Nãy giờ là quẩy sung rồi, bây giờ thôi giờ Ngân Tuấn xin phép gửi tặng cho những người thân thương nơi đây một thể loại rất là được nhiều người yêu thích, đó là hù quảng nha. Ca hù quảng nha. Dạ mời anh. Dạ sân khấu này ca hù quảng thử nha. Dạ, dạ. Bà Ngân Tuấn cũng sáng tác rất là nhiều, được người yêu mến với những bài tóc gỗ giao duyên mà cũng nói về một người anh đàn anh rất là được kính trọng, đó là những là bài giống như là Xin Hãy Để Anh Ngủ Yên nè, Lời Như Nguyện Của Ba, và còn bài đó là bài Xin Tất Cả Bến Vì Tình Thương, rất là nhiều bài. Bây giờ Ngân Tuấn xin phép gửi đến bài, và Ngân Tuấn sẽ song ca với một người này, diễn chung cho một ngày rất là đặc biệt. Khương Dừa chưa có mời nhưng mà sẽ có tham gia chương trình. Tất cả bà con cô bác hãy nghe thử coi người này là ai nha. Xin mời Tuấn Tuấn, bài Trích Đoạn Cái Lương Hồ Quảng được mang tên Nhớ Về Anh. Xin mời Tuấn. Dạ, rồi mời anh. Khương Dừa mời người này chưa được nha. Dạ, dạ, sẽ có dạ, Tuấn Tuấn nghe. Sẽ có người diễn với anh nè.